Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai kỹ năng đặc biệt của hai tộc, đó chính là kỹ năng đặc biệt của tộc Thiên Thần và kỹ năng đặc biệt của tộc Cyborg. Hiện tại đang làm mưa làm gió trong cái thời gian gần đây, và các bạn đồn đại rằng cái tộc Cyborg đó khả năng đi săn bounty phải nói nằm ở mức thượng thừa vì kỹ năng đặc biệt được boost quá cao. Thì mình không biết như thế nào, bây giờ thì nghiên cứu tộc Thiên Thần trước đi. Trời ơi, quay qua sao nhìn thấy trái Mira thấy nó chán thiệt luôn á. Cỡ mà mình cho cha bán trái quỷ á lên tivi sớm là ngon rồi, là mình có được trái Dragon rồi nè. Các bạn coi nè, nó tương đồng với Dragon nè. À, cũng là màu cam mà, có điều là thằng cam tối hơn và anh đứa thì nó cam sáng hơn. Trời ơi, còn bốc lửa lên đây chọc tức mình nữa chứ. Vậy là quá ra là mình ra trái Mira là chỉ là những cái đốm lửa li ti trên trái Dragon thôi. Cắt. Không cắt vô là mất 3 triệu rưỡi Billy. Lỡ mà nó disconnect cái có trái Dragon đó cầm làm mắm đi khoe chơi á, mà nó mất cái là đau khổ lắm, không biết chừng nào mới kiếm lại được trái. Bây giờ mình và các bạn cùng nhau tìm hiểu về tập Thiên Thần nha. Rồi đầu tiên là các bạn cũng biết là tập Thiên Thần mình xài vào là cái Gepo mình sẽ cao ha, mình nhảy cao hơn. Đây là điều chắc chắn rồi, V2 nó đã có rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về V3, kỹ năng đặc biệt. Thì khi mà mình bật kỹ năng đặc biệt lên thì ở cái up 17 bách 2 này, admin đã sửa từ giảm sát thương 30%, bây giờ là nó thành 15% điểm thủ. Là giảm sát thương 30% là sao? Là như là các bạn nhận 1000 sát thương thì được giảm đi 30%, là được giảm 300 đam thì các bạn chỉ nhận vào 700 thôi. Nhưng mà bây giờ á, admin đã loại bỏ rồi, không còn giảm sát thương 30% nữa, nhưng mà sẽ cộng vào cái điểm thủ cho các bạn. Thì điểm thủ ở đây á, thì mình thấy có defend này thì dịch ra là điểm thủ, nhưng mà ở đây để mát rồi, nhưng mà khi mà mình bật lên á thì nó vẫn giảm cho mình á, coi như là nó tăng cái độ trâu bò mình lên thêm 15% nữa. Thì nó cũng khá là tương đồng với cái giảm sát thương thôi, chứ không có khác gì cái giảm sát thương đâu. Nhưng mà được cái á là cái độ trâu của mình khi mà mình bật lên á thì nó sẽ tăng được thêm 15% nữa, và cái sát thương mình nhận vào nó sẽ thấp hơn. Nó như con quái nó chém mình nè, lại đây cho các bạn xem lại nè, nó chém mình bao nhiêu máu đây, chém mình 862 đúng không, khi bật lên là còn có 700 mấy à. Đây bật lên nè, hồi đó còn 733. Nhờ phòng thủ của mình mà nó đã giảm đi đáng kể sát thương mình nhận vào à. Rồi bây giờ mình kiếm con quái mà nó chém hàng ca đi chứ, hàng trăm mà chơi gì. Hàng ca thì mình nhớ cái tên ngoài đây chém lần K7 lần nè. Mình bật lên chắc là còn khoảng đâu tầm 1K rưỡi á. Đây, mình sẽ lê lết ra đây à. Rồi bắt đầu chém đi anh trai. Chém mình K7 nha các bạn. Rồi bật lên nè. Rồi chưa hồi anh trai anh chém quá rồi, chưa hồi. Thu cái cây lại rồi ha. Rồi bây giờ test cho anh em xem nào. Đó. Rồi còn khoảng K4 nha các bạn. Và hiện tại là chưa có Haki á. Nếu mà bật Haki lên nữa đó thì phòng thủ mình đã được tăng cao. Mà khi mà phòng thủ mình đã tăng cao á thì mình bật tộc lên nó tăng thêm 15% nữa, thì phải nói là một sự quá là tuyệt vời. Đây, chém mình nè, chém mình khoảng K2 đúng không? Giờ mình bật tộc lên cái nữa là chém mình chắc rồi còn 800 luôn á. Rồi bây giờ bật lên. Anh trai, từ từ anh trai. Thu cái cây lại, đứng nhìn nhe răng cường xíu đi. Chờ tộc hồi cái anh trai làm quá à. Rồi bây giờ cho chém thử nha. Nó chém mình bây giờ còn 1k các bạn ơi. Vậy là coi như là cái sát thương mình nhận vào á là mất đi 200 điểm nữa. Nó là quá là tuyệt vời á. Thì tộc này á thì mình thấy BK cũng ok, tại vì nhờ cái khả năng nhảy cao nè. Đó là mình có thể lướt ở trên không trung nhiều. Thì tùy vào các bạn, nhưng mà các bạn bây giờ á là xài Cyborg không rồi. Thì Cyborg nó có gì đặc biệt mà các bạn chuyển sang xài Cyborg hết vậy? Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu ngay thôi. Tiếp theo video thì mình sẽ nghiên cứu tộc Cyborg ha. Thì các bạn thấy tộc Cyborg nó thay đổi rất là nhiều. Thì có rất là nhiều bạn xem những cái video cũ của mình, cũng như là những bạn YouTuber khác á, thì kêu là tụi mình hack tại sao là tộc Cyborg của tụi mình là có một cái bộ giáp, mà bây giờ tộc Cyborg của các bạn là đeo có một cặp mắt kính hay gớm dày. Lạc Minh sửa lại nha các bạn, sửa lại rất là lâu rồi. Tầm khoảng đâu nửa năm nay rồi. Thì tộc Cyborg đã trở thành cái cặp mắt kính như thế này, chứ không còn bộ giáp như lúc trước nữa đâu nha. Nên là các bạn nào mà xem clip được của mình, cũng như là những bạn YouTuber khác á, thì đừng có hiểu lầm là tụi mình hack nha.
Là cái đó là clip nó đã cũ rồi, quay từ lúc mà cái tàu Cyborg vừa mới ra đó. Thiệt Minh đã trải qua bao nhiêu đợt up rồi nét tùm lum từ lưa hết à. Mà bây giờ bật tọc lên đó bằng cái phím tê thì nó cũng đâu có còn giống nhau nữa đâu. Lúc trước thì bật điện lên, còn bây giờ là vậy nè. Đồ cung, gì vậy? Cung, sao lan tỏa điện thế ớt nè. Mình thấy cái này là xem bộ là dữ dội hơn cái tộc tiên thần lúc nãy nha. Mà tộc Cyborg á thì nó chuyên về thủ, để mình kiểm tra coi cái tộc Cyborg được tăng cái gì lên nào. Làm lại kỹ năng đặc biệt, giờ nó vô hiệu quá khả năng haki quan sát của đối thủ xung quanh bằng các hạt sét. Sát thương dựa theo level của người chơi và của bạn. Trời đất ơi, mình thấy mà nó phá được haki quan sát là thôi rồi rồi, trời ơi đất hở rồi. Hay ăn chi các bạn đồn đại lên là đúng rào đi. Từ 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 từ, còn nữa. Tưởng đâu cái dòng trên là nó hết rồi, còn một dòng dữ nữa. Nó cũng tăng khả năng phòng thủ lên 30% khi hoạt động. Tộc thiên thần á, bật lên tăng 15% là mình thấy là cũng ok lắm rồi. Mà này tăng lên 30%. Rồi còn phá được haki quan sát nữa. Nhưng mà có điều á là cái tộc thiên thần đựng cái là mình bay cao hơn thôi. Vậy là bây giờ xài Cyborg nó thơm mừng các bạn ơi. Đâu để kiếm con quái nào sực thử à. Rồi có đại ca nào ra thử phổi không? Đâu rồi, bật lên ha. Ô, giật điện rồi gây sát thương mà còn phá được haki quan sát nữa chứ. Có trời cứu không? Thôi rồi rồi, thơm quá rồi các bạn ơi. Quá đã, quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. Thì ra là các bạn đồn đại tộc Cyborg từ gian gần đây là nó đúng thiệt nha. Vậy là nếu mà các bạn nào mà chuyên xài những cái trái quỷ á, như trái băng á, có cái chiêu tuôn đóng băng á, trời ơi chỉ cần đóng băng trúng kẻ thù 2 giây. Mà một khi á mà đóng băng trúng á thì mình bay lận cái là bật tộc lên cái là hết sảy, vô hiệu quá haki quan sát của kẻ thù là hết bài. Ủa, từ từ, nó hơi mâu thuẫn nha. Người ta có haki quan sát rồi sao mình đóng băng được, đúng không? À, vậy là mình phải bật tộc lên. À, mình lướt lại vậy. Đó. Rồi mấy cái hạt sét này nó sẽ vô hiệu quá haki quan sát rồi mình đóng băng được các kiểu nữa. Wow. Wow. Cái này mà kết hợp với những cái combo nào mà cận ha là hết thảy. Vậy là vẫn có thể kết hợp chung với trái EA được mà. Nhưng mà có điều á là mình bật tộc lên, rồi mình tiếp cận kẻ thù, rồi cho kẻ thù mất đi haki quan sát, rồi mình bắt đầu mình đóng băng, rồi kèm theo chiêu thức kiếm súng nữa. Thôi rào rào gì, mấy bạn sang bao ti giờ cha thiên hạ nữa. Lúc trước là ra ngoài á, thấy mấy bạn xài mấy cái tộc kia là quýnh không lại rồi. Giờ thêm mấy tộc phá haki quan sát này nữa. Mình có một cái haki quan sát để mình chơi trò bãi trò đó, mà bây giờ chắc bãi trò không được rồi. Tại thường thường á mấy bạn dí đánh mình bật haki quan sát lên mình né được mấy gái không. Rồi bắt đầu mình chơi bài chuồn, mà bây giờ chuồn hết nổi rồi. Thôi xong rồi. Kiểu này ra server thường chắc mồ xanh cỏ quá. Không xanh cỏ không được. Hèn chi, hèn chi, đồn đại lên nó bá đạo là đúng rồi. Rồi phòng thủ được gia tăng nữa đâu. Để mình bật lên coi. Bật lên coi chém mình nhiều máu không, giờ không thấy nè. Giờ thấy chém mình nhiều máu. Mấy hạt sét này giật quá. Còn chém mình hình như có 500 mấy máu luôn các bạn. Rồi lại chỗ cái con quái. Cái con quái phía ngoài đây nè. Tới chỗ anh quái mà mình thường test rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử nha. Rồi chém cái anh. Thôi, gì có ca rử vậy. Nhớ bình thường mình xài với tộc kia quất lại K7, K8 được á. Vậy mà khi có cái bắt kính của tộc Cyborg vào thì đã được giảm vài trăm đam rồi. Tuyệt vời dữ người ta. Hèn gì. Bút hơi lố, chơi hơi quá rồi nha. Rồi bây giờ bật lên thử à. Chém mình còn nhiều máu à. Không thấy rõ cái hạt sét nó giật. Hình như là còn khoảng K đó. Bật haki lên. Mình bật haki lên chắc chém mình còn chắc khoảng đâu 700 luôn quá. Nhưng mà mất tộc rồi. Mất tộc không có test thử. Đó bây giờ chém mình phản cả mốt nè. Chờ bây giờ á tộc hồi cái đã. Rồi mình bật lên nó quất mình cái rồi nhiều máu. Vậy cái tộc này BK bá rồi các bạn. Ô, vừa phá được haki quan sát mà vừa tăng thủ nữa. Vậy đó là quá tuyệt vời. Rồi chém đi đại ca. Rồi đâu có nhiều đâu các bạn. Khoảng tầm 800 đam, 700 đam à. Quá bá, quá bá. Tộc này là hết sảy à. Cái này mà đưa cho bạn nào mà chuyên gia BK, chuyên gia săn bounty nữa. Thôi, trời cứu thiệt á. Trời cứu không kịp luôn á.
chạy không kịp chạy luôn. Thường thường Pika là Haki quan sát là nó là chủ chốt nhất luôn. Nhưng mà cái này nó chỉ cần nó lại gần cái thì thôi rồi, rồi Haki quan sát là coi như là vô vụng, nó bỏ qua luôn. Đó, như bạn nào mà kết hợp chung với EA được thì trời ngộ tốt nữa. Nó ví dụ Super Human á, mình tiếp cận gần á, rồi mình bật tọc lên, rồi bắt đầu đóng băng các kiểu. Con đà điểu là thôi xong, kết thúc một trận đấu nhanh gọn lẹ luôn á. Nó tiếp cận gần nè, bật tọc lên nó. Rồi đầu chuyển sang mình đóng băng. Đóng băng bắt đầu chuyển sang kiếm phức được các kiểu nữa, rồi đóng băng nữa. À, là thôi rồi rồi. Quả bá. Mình chỉ nói về hình thức lý thuyết thôi nha, chứ mình thực hành thì nó không giỏi nha các bạn. Lý thuyết thì nói suông thì còn được, chứ mà thực hành thì gà còn hơn trái cà nữa. Nhưng mà mình thực hành không giỏi, nhưng mà mình lại xác nhận cái tập này nó quá bá đi. Nó vừa phá được Haki quan sát, mà nó vừa giảm đam khi mà mình sở hữu cái tập này, rồi nó vừa tăng thủ cho mình nữa. Sát thương mình nhận vào nó không có nhiều nữa, quá là tuyệt vời. Rồi kết hợp với Haki, Haki đã tăng thủ cho mình rồi, mà bây giờ á hả, bật cái chiêu T này lên, nó cũng tăng thủ cho mình thêm 30% nữa, rồi nó hết bài rồi, nó giảm đam tới đâu luôn á. Quá kinh khủng, quá khủng khiếp. Đưa cho mấy bạn PK là thôi xác định, quá bá rồi. Không còn gì để chơi cái tộc V3 Cyborg này, admin đã boost lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn.